Xin chào các bạn cùng trở lại với F8. Và ở video trước là chúng ta đã vừa hoàn thiện thêm được cái phần địa điểm mà bên nhạc này họ sẽ lui tới để trình diễn đúng không? Thế nên là chúng ta đã hoàn thành được cái phần tour này rồi. Nội dung video này chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là phần contact ở đây các bạn nhé. Hãy cùng phân tích nào, mở cái trang mẫu ra. Đây là phần contact mà chúng ta sẽ phân tích và làm ở trong video này. Các bạn hãy quan sát này. Cái phần background và cái phần heading này của nó là chúng ta không cần phải làm luôn, bởi vì chúng ta đã sử dụng class chung rồi. Các bạn thấy không ạ? Ổn luôn rồi đúng không? Tiếp theo là chúng ta sẽ tập trung vào cái phần content chính này thôi. Quan sát qua thì thấy cái map bên trái này, nó bằng với cái map bên trái bên trên này. Các bạn thấy không ạ? Đó. Mình gióng thẳng là con chuột ở đây này, lăn chuột lên này. Đó, nó bằng nhau. Thì đây là những cái thủ thuật để làm cho nhanh thôi, quan sát nhanh thôi. Thì suy ra rằng là content của thằng này vẫn là 800 pixel. Thế nên là chúng ta cũng có sẵn rồi. Đây, các bạn chuột phải vào cái content của chúng ta mà xem. Các bạn để ý dùng cái DevTool này, các bạn mò nhiều rồi nhá, để mà quen với nó nhá. Đây này, 800 nhân 205 thì tóm lại là chiều ngang chiều rộng của nó đã là 800 pixel rồi, thỏa mãn điều kiện rồi. Thế nên là cái việc của chúng ta là cứ viết cái content này, cả cái form này vào trong cái thẻ content section ở cái phần contact này là tự khắc là nó sẽ nằm gọn trong 800 pixel các bạn nhá. Còn để viết thằng này ấy, thì các bạn sẽ suy ra như này. Nó có một cái thẻ div ôm cả hai cái khối này, chúng ta gọi nó là thẻ div cha. Sau đó là bên trong nó sẽ có hai thẻ div con. Thẻ div con thứ nhất là có cái khối thông tin này. Thẻ div con số 2 là có cái khối form nhập ở bên phải này, được chưa ạ? Và các bạn nhìn qua thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thẻ div thứ nhất ấy nó sẽ có ba cái dòng, và mỗi dòng nó sẽ có một cái icon và một cái đoạn text. Bên này nó là một cái thẻ form và có bốn thẻ input. Input thứ nhất là input name, email thứ hai này, thứ ba là message và thứ tư là cái nút submit này cũng là cái thẻ input send, được chưa ạ? Thì nhìn qua thì cái thằng này là input type bằng text này, thằng email này input type bằng email này. Còn cái thằng này là input type bằng submit này, cái nút send này là input type bằng submit này. Bấm vào nó còn báo rằng là hãy phải nhập cái ô này, thì cái này làm dễ lắm. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé, rất dễ luôn. Rồi, thì bây giờ ấy, nội dung của bài này thì mình sẽ tách ra làm hai video. Video 1 để mình hướng dẫn các bạn một cái tư tưởng suy nghĩ nó nâng cao hơn, để giúp các bạn làm việc nó hiệu quả hơn, nó nâng cao hơn. Thế nên là nó sẽ khó hơn một chút, thế nên là đòi hỏi các bạn lại phải tập trung và suy nghĩ nhé. Các bạn hãy để ý này, trên giao diện website ấy, nó tồn tại rất là nhiều những cái dạng giao diện mà có nhiều cái cột các bạn nhé. Các bạn biết thế nào gọi là cột không ạ? Các bạn để ý cái bảng, ví dụ như cái thời khóa biểu của chúng ta ấy, đúng không? Cái thời khóa biểu của chúng ta ấy thì nó đều trên cái dạng bảng và cột đúng không? Bây giờ mình search một cái thời khóa biểu đi. Đó, các bạn thấy không ạ? Thì cái này mình hỏi các bạn, cái nào là hàng, cái nào là cột các bạn? Cái nào là hàng ạ? Cái chiều ngang này, ví dụ như cái phần lớp 6 này, hết cái ô chiều ngang từ trái sang phải đây luôn, chúng ta gọi đó là cái hàng. Còn từng cái ô này, chúng ta gọi nó là từng cái cột các bạn đúng không ạ? Tức là cái chiều ngang thì gọi là hàng, chiều dọc thì gọi là cột, đúng không ạ? Thế bây giờ các bạn hãy suy ra cái giao diện này thành hàng cột giúp mình. Nó chính xác nó là hàng cột luôn, chẳng qua là chúng ta chưa biết mà thôi đúng không? Một số bạn chưa biết đấy. Cái ông ôm cả ba cái ông này nó là cái hàng, và từng cái ông này nó là cái cột, được chưa? Và các bạn để ý này, đây là cái ôm cả ba ông này là cái hàng và ông này là cái cột, được không ạ? Từng ông này là cái cột. Bắt đầu được xuống cái form này thì sao ạ? Cái ông ôm cả cái thông tin liên hệ và cái form này là cái hàng, cái ông bên trái này là cột, ông bên phải này là một cái cột. Đó, nó tồn tại nhiều cái dạng hiển thị hàng và cột như vậy. Mà tại sao cứ đến cái giao diện này chúng ta cứ phải đi đặt cái class, đặt cái class cho nó rất là mất công, và nó làm cho các bạn phải CSS lặp lại nhiều lần, đúng không ạ? Những cái bài đầu ấy thì nó cơ bản, thế nên là mình phải làm theo kiểu đơn giản cho các bạn dễ hiểu. Các bạn để ý này, cái khối này tự nhiên mất công, à không phải, cái này không phải là của mình, giống quá. Đó, đây cái khối tour đây này, mở cái thằng content section của tour ra, các bạn sẽ thấy này, cái phần playlist đây này, rõ ràng nó là hàng và cột, mà tại sao phải mất công đặt là playlist, sau đó là lại phải đi CSS cho nó. Sau đó là cái thằng ở bên trên này thì lại phải đặt nó là cái member đúng không, cái thành viên của team, sau đó lại đi CSS cho nó, trong khi nó đều là cái dạng hiển thị giống nhau. Thế nên là chúng ta hãy tư duy tách nó ra thành một class chung, và sau đó là chúng ta dùng lại tất cả ở chỗ các dạng layout nó tương tự như vậy. Được chưa? Sau này chúng ta không phải nghĩ đặt tên class là gì, chúng ta không cần phải viết thêm CSS, nó giúp tiết kiệm hơn về cái cú pháp, về cái dung lượng file, về lâu về dài cho các bạn, được chưa? Ok, thì bây giờ mình sẽ làm demo, mình sẽ tách những cái thuộc tính thuộc hàng và cột của cái thằng playlist này ra các bạn nhé. Nào, bây giờ hãy tư duy nào, cái thằng playlist này này, cái thằng mà mình đang trỏ chuột là playlist đây này các bạn nhé. Này, playlist đây này, nó chính là gì ạ? Nó chính là cái hàng, và hàng tiếng Anh gọi nó là cái row, đúng không ạ?
Thế nên là bây giờ chúng ta kéo lên cái phần bên trên này, cái phần mấy cái class chung này, các bạn sẽ viết nó ở đây, cái phần common, common nghĩa là class chung ấy, những cái dùng chung ấy. Phần này là phần main. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ viết những class dùng chung vào đây. Chúng ta tạo ra một cái hàng row. Đưa cái gì vào đây bây giờ các bạn? Hãy đi quan sát. Đây. Cái ông hàng này các bạn nhớ ở video trước là chúng ta phải đi cái margin left và right cho nó là trừ 8 pixel. Đúng không ạ? Để cho nó cân bằng lại mấy cái ông cột ở bên trong. Đây, ba ông này là ba cái cột. Thì mỗi cái cột này nó có cái khoảng đẩy sang trái sang phải là padding 8 pixel. Thế nên là nếu mà cái ông này mà không margin âm ấy, bây giờ mình sửa cái số 8 lên thành 0 nhá. Các bạn sẽ thấy nó bị lệch cái này. Đó. Cái viền này nó lệch so với cái viền ở bên trên này này, thấy không ạ? Thế nên là chúng ta phải margin âm cho nó bằng cái khoảng nó padding để cho nó bù trừ lại cho nhau. Đó, nên là nó mới thẳng hàng được như này nhá. Thì bây giờ các bạn suy ra rằng là cái thuộc tính 32 pixel trừ 8 pixel 48 pixel này thì cái nào là của cái row thôi. Có mỗi cái ông trừ 8 nó của cái row thôi. Được chưa ạ? Thế nên là gì? Sẽ có cái margin left bằng trừ 8 pixel. Copy ra, paste và sửa chữ left bằng chữ right. Ok, là được cái ông row nhá. Bắt đầu là đi tạo cái column. Cái column là một cái cột đây này. Thì đây này các bạn bấm vào cái thằng play item đây này. Thì các bạn có thể đoán được cái thằng nào là của thằng call ở đây không? Float left width bằng 33,333%, padding bằng trái phải là 8 pixel. Thằng nào là của thằng cột này các bạn? Có cái thằng float left là của cột này, cái thằng padding trừ 8 pixel padding 8 pixel sang trái và phải là của thằng column thôi. Còn cái thằng width bằng 333% này thì nó không phải là của column này. Lý do là bởi vì là nếu mà để cố định cái width bằng 33% này thì lúc nào cái giao diện của chúng ta nó cũng sẽ có 3 cột các bạn nhé. Nhưng trong khi nó lại có cái giao diện là 2 cột thôi. Đây. Thằng này là 2 cột thôi các bạn nhé. Đây. Ở đây là 3 cột này, đây thằng này là 2 cột này, cột 1, cột 2 thôi. Còn thằng này lại là 3 cột này. Thế nên là chúng ta phải nghĩ cách để cứ cái thằng nào 3 cột thì có một class riêng cho nó, thằng nào có 2 cột thì có cái class riêng cho nó, được chưa? Thế nên là bây giờ mình sẽ đi làm nhé. Tách cái ông float left này sang cái ông nào, sang cái ông gọi là call, viết tắt của từ column mấy các bạn nhá. Đây này, viết tắt của từ này là cái cột đấy, nhưng mình đặt ngắn thôi, nó call này, được chưa? Sau đó là cái padding sang trái sang phải là 8 pixel, sẽ là padding left 8 pixel, padding right 8 pixel. Rồi mình lưu lại nhá. Thì bây giờ ấy mình sẽ đi thay thế cái class này vào cái chỗ đây. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến cái thằng playlist này đã. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái trừ 8 pixel này đi, bởi vì mình không cần dùng ở đây nữa các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi vào cái class bên này này, thằng play item nó ở đây. Đây đây đây. Mình thêm một class tên là row vào đây. Cách ra, được chưa? Thế nên là cái thằng margin trái phải trừ 8 pixel là nó đã được thừa hưởng qua class row này nữa rồi. Thế nên là thằng này mình không cần thêm cái đó vào nữa. Thế nên là mình sẽ sửa lại cái thằng này là margin top 32 pixel và margin bottom 48 pixel. Xóa thằng bên trên này đi. Chúng ta không set nó ở lại chỗ này nhé, bởi vì nó sẽ bị ghi đè, nên chúng ta quy định rõ ràng nó ra là top và bottom. Nó sẽ không đụng chạm gì đến cái left và right của cái thằng row này nữa, được chưa? Và sang xem cái kết quả nào. Đó, nó vẫn tương tự đây. Thì bây giờ đi soi vào xem có đúng là nó đã được thừa hưởng từ row không nhá. Xem nào, content section này. Đây, play playlist đây các bạn nhá. Đây, row và playlist đây các bạn nhá. Các bạn thấy không? Nó thừa hưởng cái margin top và bottom của cái thằng playlist, bởi vì cái khoảng cách này nó không dùng chung được, nó có riêng thằng này. Và cái row margin left và right trừ 8 pixel nó lại thừa hưởng từ class row ở đây. Đó. Giữ như cũ, nhưng chúng ta đã tách được cái thằng row ra ngoài. Bây giờ bắt đầu đi tách cái thằng place item này ra này. Các bạn mà tách hết cái thằng này ra ấy, thằng place item này không còn phải đặt class nữa luôn các bạn nhá. Thì bây giờ ấy, cái thằng place item này ấy, tách cái gì ra thì vừa nãy chúng ta tách rồi, thằng float left và thằng padding 8 rồi đúng không? Thế nên là bây giờ chúng ta xuống thằng này. Xóa bỏ thằng này đi, bởi vì chúng ta tách rồi mà. Xóa bỏ thằng này đi. Ra chạy thử là các bạn sẽ thấy nó bị vỡ. Đó, nó bị vỡ như này. Nhưng bây giờ câu chuyện là chúng ta là chỉ cần thêm vào cái thằng này cái class tên là call thôi. Bởi vì chúng ta vừa viết cái class call ở bên trên đúng không? Có nhớ không nào? Call và cách ra. Lưu lại. Xem nào. Đó, nó lại lên. Và đi soi nhé. Đây, cái class call của chúng ta đây. Nó được thừa hưởng cái float left, padding left và padding right là 8 pixel của thằng class call. Thế nên là chúng ta vừa nhấc từ bên này sang bên này thôi mà. Đó, những cái hiệu quả nó mang lại giúp chúng ta dùng lại được ở tương lai. Thì bây giờ cái thằng width là 33,333% này
thì chúng ta suy ra như thế nào bây giờ? Bởi vì trên giao diện hoàn toàn nó có thể xuất hiện ra một cái giao diện gồm một một hàng và ba cột tương tự như thằng này, ví dụ như thằng này đó, thì chúng ta vẫn đang bị lặp lại hai cái là thằng place item này chúng ta phải xét là width bao phần trăm, thằng này chúng ta cũng đang phải mất công là xét là width bao phần trăm. Chúng ta có thể tạo ra một class nào dùng chung để dùng chung cho cả cả hai thằng hay không các bạn? Có chứ, nó vẫn là cái cột đúng không? Thì bây giờ các bạn tư duy nó là cái cột ba đi, cái cột mà tạo ra thành ba cái cột ấy thì chúng ta gọi nó cái curl gạch ngang thơ đi, thơ là ba đúng không? Đó thì bây giờ tách cái gì sang bây giờ, cái width bằng 33,3333 phần trăm lưu lại. Và bây giờ thay vì tôi phải dùng cái ông là place item ở bên này, tôi xóa thẳng tay ông ấy đi luôn, tôi ghi đè ông ấy bằng cái curl thơ của tôi lưu lại. Và bây giờ tôi sang bên này, tôi xóa bỏ luôn cái class play item này nữa, bởi vì không còn cái class này nữa, xóa luôn, lưu lại. Kết quả tương tự. Các bạn thấy không ạ? Nó bắt đầu vi diệu lên dần nếu mà các bạn hiểu cái này. Đúng không? Đó. Không cần phải mất công nghĩ đặt tên class cho nó nữa, cứ dùng thẳng hàng và cột, row và call, được chưa? Thế thì bây giờ câu chuyện rằng là cái form ở bên dưới này của chúng tôi, form context này nó lại không phải là cái call cột, bởi vì nó có hai cột thôi, cột trái, cột phải là hai cột, mỗi cột 50%, thì gọi là cái call gì bây giờ? Rất đơn giản. Đó, thông thường trong giao diện thì nó sẽ thường có khoảng 3, 4, 5 cột, 3, 3 đến 4 cột, được chưa? Từ 1 đến 4 cột. Đấy, thế nên là chúng ta tạo mất công tại vài cái class đó và dùng chung lại cả cái dự án. Cô half đi, half là một nửa đúng không? Thì cô half một nửa thì bằng bao nhiêu phần trăm các bạn? 50%. Đó, chút nữa chúng ta chỉ cần xài lại ở cái form bên dưới thôi các bạn nhá. Thì bây giờ trong 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 video này chúng ta đi thử dùng lại cái hai class mà chúng ta vừa tạo. Đầu tiên là đi sửa lại cái ông member ở bên trên này này nhá, để chúng ta đỡ mất công phải seed cho nó đúng không? Đây, ông member list này này, thì bây giờ đi set cứ search cái seed của ông ấy nào. Đây, ông ấy đang là à ông đang đẩy lên top thôi, thế nên là ông ấy không có cái margin sang trái sang phải, thế nên là không phải lo, cứ giữ nguyên cái này của ông ấy, không cần phải bỏ cái gì của ông ấy cả. Thêm cái class row ở đây cho mình, được chưa? Lưu lại sang xem nào. Đó thì về cơ bản nó cũng sẽ không thay đổi, bởi vì nó vẫn sẽ tạo ra cho ông ấy là một cái khoảng 19 âm thôi. Nên nhìn thì các bạn sẽ không nhận thấy sự thay đổi. Đó, nó lùi ra bên ngoài một chút kìa, nhưng vì nó màu trắng nên không nhìn thấy đúng không? Thì bây giờ các bạn đi sửa thêm cái thằng member item bên này. Đi search xem là member item đâu. Đây, các bạn thấy chưa? Member item bên này. Nó đang có cái thằng này và cái thằng này. Thì hai thằng này là có call và quarter rồi, thế nên là bỏ đi, ném bỏ đi, không cần dùng nữa, chỉ dùng lại cái take align center của nó thôi. Được chưa? Lưu lại này. Đó, nó rụng xuống như này. Thì bây giờ bắt đầu là câu chuyện là làm sao? Ông member item này chúng ta sẽ thêm hai class vào. Cô cách cô gạch ngang thơ cách ra. Đó, mỗi class cách nhau bằng một dấu cách nhé. Đó, lên như cũ. Các bạn thấy không ạ? Và soi xem nào. Soi thử xem nào. Remember list này, cô thơ này. Đó. Cô thơ này. Đó, chuẩn luôn các bạn nhé. Thì bây giờ thậm chí các bạn còn bỏ luôn được cái class là member item mới đi cơ. Các bạn nhìn thế này, cái thằng member item bên này nó đang có mỗi một cái nhiệm vụ là take align bằng center rồi. Bỏ bỏ thẳng tay giúp mình. Được chưa? Muốn take align bằng center thêm một cái class vào giúp mình tên là take gạch ngang center. Cái take center này các bạn sẽ dùng lại nhiều ở trong project ấy, cứ chỗ nào căn giữa thì các bạn dùng lại đúng không? Thế nên là bây giờ các bạn xóa bỏ thằng này đi. Member item không còn nữa, xóa. Ra ngoài nó không được căn giữa thì bởi vì chúng ta chưa tạo class chung thôi, lên đây tạo, được chưa ạ? Đây, sẽ tạo nó đoạn cạnh cạnh thằng take y này. Chấm gì ạ? Take center. Take align bằng center. Sử dụng cú pháp là chấm than important giúp mình. Để sau này là chỗ nào dùng cái thằng này thì nó cũng sẽ được căn giữa nhá. Đó. Thì những cái dạng mà chúng ta làm một cái thuộc tính, duy nhất một thuộc tính cái này thì chúng ta nên có important. Còn lại những cái bình thường như này thì các bạn đừng cho thêm important vào nhá. Những thằng row call này thì nó sẽ không trùng lặp đâu. Nguyên tắc là các bạn đừng có bao giờ đi đã dùng row và call ấy, thì các bạn đừng bao giờ mà đi CSS những cái thuộc tính nó bị trùng nhá. Mình lấy ví dụ này, thằng row này ấy, nó có cái class là margin left và right bằng trừ 8 pixel như này. Thì tuyệt đối thằng member list này các bạn không được sử dụng cái margin left và right. Nếu mà dùng nó sẽ ghi đè mất thằng này. Và tương tự như vậy, thằng call này nó đang có sẵn cái float left, padding left, right. Thì những cái thằng class đứng bên cạnh nó không được ghi đè lại nó. Được chưa? Các bạn muốn ghi đè à, các bạn muốn có padding ấy thì các bạn tạo ra một cái thẻ div con ở bên trong rồi padding cho cái thẻ div con ở bên trong. Thay vì sửa vào đây nó sẽ bị hỏng mất cái cấu trúc của chúng ta nhá. Đó. Rồi, các bạn thấy chưa? Đó. Ổn rồi, đây là bao đấy, được giao diện như cũ mà rất là dễ. Xóa đi được vài class đúng không ạ?
Đó, thậm chí cái ông này mà các bạn biết cách biến tàu cũng được cơ, nhưng không cần, bởi thằng này nó cái list, không cần phải mất công như vậy. Rồi, thì video này dừng lại ở đây, các bạn xem kỹ lại để hiểu cái cơ chế này nhé. Sau đó là video sau chúng ta sẽ chính thức là làm phần contact này. Xin chào các bạn, gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.